Ồ, có phải chú dê con nghịch ngợm kia không? Này này dê con vẫn ma ma, hay ta đi không ma ma. Xe ôm đó con không ma ma, đến đây ngay ha ha ha. Xưa đi không ma ma, con có đói không không ma ma, muốn ăn kem không ha ha ha. Này này dê con vẫn ma ma, hãy tâm đi không ma ma, ra khỏi chiếc nôi không ma ma, muốn bấm phải không ha ha ha. Nhìn kìa ba chú mèo con. Ba chú mèo lắm mắt tất mình và chú bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con đã lắm mắt tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mắt tất mình để bánh sẽ không cho. Mi eo bánh mẹ phạt không cho. Ba chú mèo tìm thấy tất mình và chú bắt đầu la to. Mẹ ơi con đã tìm thấy tất mình và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì tìm thấy tất mình, thế bánh là của con. Mi eo mình có bánh rồi bạn ơi. Ba chú mèo mặc chiếc tất vào và chú bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi con đã lắm mắt tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mắt tất mình, sao con lại nghịch thế kia. Mi eo tất vẫn rồi con đâu. Ba chú mèo giật chiếc tất mình và chú bắt đầu hong khô. Mẹ ơi con đã giật chiếc tất sạch và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì làm chiếc tất sạch, mẹ ngươi thấy mùi chuột to. Mi eo chúng con nghe mùi chuột to. Các chú mèo con trông rất vui. Này các em hãy đếm nào. 1, 2 buộc giày liền tay. 3, 4 gõ cánh cửa lớn. 5, 6 nhặt que táo. 7, 8 bám thẳng đều. 9, 10 con gà béo cười. Còn nữa. 11, 12 đào liền tay. 13, 14 cô ấy muốn. 15, 16 làm bánh táo. 17, 18 cả đám ngồi chờ. 19, 20 bánh tươi không còn. Hãy đếm một lần nữa nào. 1, 2 buộc giày liền tay. 3, 4 gõ cánh cửa lớn. 5, 6 nhặt que táo. 7, 8 bám thẳng đều. 9, 10 con gà béo cười. Hãy ghi nhớ những gì tiếp theo. 11, 12 đào liền tay. 13, 14 cô ấy muốn. 15, 16 làm bánh táo. 17, 18 cả đám ngồi chờ. 19, 20 bánh tươi không còn. Bạn có vui không? Hẹn gặp lại lần sau. Ba chú chuột mù, chúng luôn chạy vòng quanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, xem cách nó chạy, xem cách nó chạy. Chúng nó chạy sao cổ nông dân kia, ai đã cắt đuôi bằng con dao sắc nhọn. Một cánh như thế trong khu sông khua bàn là ba con chuột mù. Nhìn chúng ở đó kìa, chúng đang chạy lại.
ba con chuột mù, ba con chuột mù đã kiểm tra mắt nó, đã kiểm tra mắt nó. Bác sĩ cho chúng một chiếc kính đeo vào và chúng ông nhìn nhìn mọi thứ rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ và chia tay mọi người là ba con chuột mù. Các chú chuột trông thật thú vị với cặp kính của chúng. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã trở về nhà, chúng đã trở về nhà. Chúng nó chơi sao cô nông dân kia, cô ấy chạy quanh và la hét rất nhiều. Chuột đã giấu đi còn dao sắc của cô là ba con chuột mù. Vợ của người nông dân có thể chạy rất nhanh. Ba con chuột mù, ba con chuột mù, chúng đã mua thuốc kem, chúng đã mua thuốc kem. Chúng bôi thuốc kem và chúng hát một bài, và chiếc đuôi kia lại mọc ra thật dài. Chuột đã rất vui và hạnh phúc thật nhiều là ba con chuột mù. Đó là một câu chuyện kỳ lạ. Hẹn gặp lại lần sau. Tất cả những con vật trong nông trại nhìn lên bầu trời. Âm thanh đó là gì nhỉ? Nó là tiếng sấm sét. Tôi nghe sấm rền, tôi nghe sấm rền. Ô không không, ô không không. Mưa đã rơi rơi từng giọt, mưa đã rơi rơi từng giọt. Tôi ước rồi, ban dòng tôi. Trời đang mưa, tôi lạnh. Tôi thấy tia chớp, tôi thấy tia chớp. Ô không không, ô không không. Mưa đã rơi rơi từng giọt, mưa đã rơi rơi từng giọt. Tôi ước rồi, ban dòng tôi. Chúng ta sẽ cầm một cây dù. Tôi nghe sấm rền, ô không không, ô không không. Mưa đã rơi rơi từng giọt, mưa đã rơi rơi từng giọt. Tôi ước rồi, ban dòng tôi. Ô, tôi không hề biết rằng trời mưa có thể làm tôi ướt sũng như vậy. Chào các bạn nhỏ, bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngả lăng xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường,
Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Ôi, trời mưa! Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Daddy thì muốn ra ngoài, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Mẹ tôi thì muốn ra ngoài, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Anh tôi thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Chỉ tôi thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Em tôi thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Tạm biệt mưa nhé. Hãy cùng nhau hát bài hát về Yankee Doodle nào. Yankee Doodle xuống thi trăng với con ngựa anh cưỡi trên lưng. Chiếc lồng chim trên mũ của anh được gọi là macaroni. Yankee Doodle luôn giữ nó, Yankee Doodle bàn bao. Tâm trí anh theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cha và tôi đã đi đóng quân về cảnh sát trên tên Gooding. Và chúng tôi đã thấy thật nhiều quân lính trông như bánh pudding. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bàn bao. Tâm trí ăn theo từng bước nhảy dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Cảnh sát trưởng tên Washington về con ngựa ông cưỡi trên lưng. Và chỉ huy quân lính của mình tôi thấy có đến một chiêu binh. Yankee Doodle luôn ở đó, Yankee Doodle bàn bao. Tâm trí ăn theo từng bước nhé dễ dàng chinh phục các tiểu thư. Yankee Doodle thật thú vị, hẹn gặp bạn lại lần sau nhé. Chúng ta sẽ chơi xếp vòng tròn như hoa hồng. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. A tít sụp, ngà lăng quầy. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. A tít sụp, ngà lăng quầy. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. A tít sụp, ngà lăng quầy. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. A tít sụp, ngà lăng quầy.
điều đó không vui ư? Đôi khi ta hãy làm điều đó một lần nữa. Tạm biệt. Hãy nhìn vào những con khỉ đang nhảy. Họ trông buồn cười phải không? Nằm chú khi còn trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khi con trên giường không được nhảy lon ton. Chú khi còn trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khi con trên giường không được nhảy lon ton. Bà chú khi còn trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khi con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú khi còn trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khi con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú khi còn trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, khi con trên giường không được nhảy lon ton. Johnny là một cậu bé nghịch ngợm. Johnny, Johnny, vâng papa. Anh đừng phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Anh đừng phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Anh đừng phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Nhìn những chú vịt con sở nước kìa. Chất linh, chất linh, vâng mama. Hãy đến bơi, không mama. Con có sợ không, không mama. Nhảy xuống sông nào. Không, không, không. Chất linh, chất linh, vâng mama. Bắt cá không, không mama. Con có sợ không, không mama.
mà. Hãy đến ao nào. Không không không. Duckling, duckling, vâng mama. Tắm đi con. Không mama. Thích nước không, không mama. Hãy bay cao, vâng vâng vâng. Vịt con thích bay trên bầu trời. Tôi ngửi thấy mùi bánh mì nướng nóng hổi. Bánh giòn tan, bánh giòn tan. Với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan. Nếu không có con gái, bạn hãy đưa cho con trai. Với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan. Bánh giòn tan, bánh giòn tan. Với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan. Nếu không có con gái, bạn hãy đưa cho con trai. Với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan. Nhìn kìa ba chú mèo con. Ba chú mèo làm mất tất mình và chú bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con đã làm mất tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã làm mất tất mình, thế bánh sẽ không cho. Mèo mèo bánh mẹ Phật không cho. Chú mèo tìm thấy tất mình và chú bắt đầu la to. Mẹ ơi con đã tìm thấy tất mình và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì tìm thấy tất mình, thế bánh là của con. Mèo mèo bánh có bánh rồi bạn ơi. Ba chú mèo bật chiếc tất vào và chú bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi con đã làm bẩn tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã làm bẩn tất mình, sao con lại nghịch thế kia. Mèo mèo tất bẩn rồi con đâu. Ba chú mèo giặt chiếc tất mình và chú bắt đầu hôn khô. Mẹ ơi con đã giặt chiếc tất sạch và chúng đã ở đây. Con ngoan vì làm chiếc tất sạch, mẹ ngươi thấy mùi chua to. Mèo mèo chúng con nghe mùi chua to. Các chú mèo con trông rất vui. Có một chú lớn con đi siêu thị, có một chú lớn con ở nhà, có một chú lớn con ăn bò nướng, có một chú lớn con đòi mèo, có một chú lớn con khóc quy 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 tất cả về nhà. Có một chú khi con đi siêu thị, có một chú khi con ở nhà, có một chú khi con ăn bò nướng, có một chú khi con đòi mèo, có một chú khi con khóc quy 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 tất cả về nhà.
Cô bé Muffet thật sự rất sợ con nhện. Cô bé tên Muffet ngồi trên ghế Muffet, ăn chút phô mát và sữa chua đồng. Cùng lúc chú nhện con ngồi kế cô Muffet, làm cô sơ hai và là to. Cô bé tên Muffet trở lại ghế Muffet với thân kẹo ngọt cho bữa ăn trưa. Cô vô về nhện con ngồi kế cô lon ton, cầm chiếc bánh quy ngon để ăn. Tôi chưa bao giờ biết con nhện thích ăn bánh. Cô bé tên Muffet ngồi trên ghế Muffet, ăn chút phô mát và sữa chua đồng. Cùng lúc chú nhện con ngồi kế cô Muffet, làm cô sơ hai và là to. Cô bé tên Muffet trở lại ghế Muffet với thanh kẹo ngọt cho bữa ăn trưa. Cô vô về nhện con ngồi kế cô lon ton, cầm chiếc bánh quy ngon để ăn. Đó thực sự là một chú nhện dễ thương. Hãy nhìn vào những chú heo con đó đi. Năm chú heo con trên giường nhai lon ton. Một chú nga lăng và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhai lon ton. Một chú nga lăng và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhai lon ton. Ba chú heo con trên giường nhai lon ton. Một chú nga lăng và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhai lon ton. Hai chú heo con trên giường nhai lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ con trên giường không được nhai lon ton. Một chú heo con trên giường nhai lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhai lon ton. Bạn có nghe tiếng chuông không? Quả chuông kêu bớt xi trong riêng kia. Ai sâu câu đó là Johnny Plain. Ai kêu cô ấy ra đó là Tommy Style. Johnny nghịch ngầm qua đi thôi, đa số chú mèo rời xuống riêng kia. Bất gì đâu có làm Johnny đau. Cô chỉ giết chú chuột đã phá hoại trang trại. Quả chuông kêu bớt suy trong riêng kia. Ai sâu câu đó là Johnny Plain.
ai kéo cô ấy ra, đó là Tommy Style. Johnny ngất ngầm, qua đi thôi, đa số chú mèo rời xuống giếng kia. Bất gì đâu có làm Johnny đau, cô chỉ... Chào các bạn nhỏ, bạn có thấy tất cả màu sắc trong các trang trại không? Hãy để người nông dân chỉ cho bạn. Chào các em, hãy để cho người nông dân nói với các em về cây cầu London Bridge nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất được rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất được rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vừa, gạch và vừa, gạch và vừa. Xây nó lên bằng gạch và vừa, một cô gái đẹp. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp. Xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép. Xây nó lên với sắt và thép, một cô gái đẹp.
sắt và thép không bị uốn cong, bị uốn cong, bị uốn cong, sắt và thép không bị uốn cong. Một cô gái đẹp xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng, xây nó lên bằng bạc và vàng. Một cô gái đẹp. Lần đến Rick đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. Lần đến Rick đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Hãy học những bộ phận trên cơ thể nào. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai, gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Mặt cá khuỷu tay, chân và tay, chân và tay. Mặt cá khuỷu tay, chân và tay, chân và tay. Nào tộc, nào hồng, ngón tay và cầm. Mặt cá khuỷu tay, chân và tay, chân và tay. Vai, đầu ngón chân, các ngón chân. Vai, gối và đầu ngón chân, các ngón chân. Nào mặt, nào tai, nào mũi, nào miệng. Vai, gối và đầu, các ngón chân, các ngón chân. Xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Bolly
ngọn tay cha, ngọn tay cha bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay mẹ bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay anh bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay chi bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Ngọn tay em bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Trông chú mèo con nghịch ngợm kìa. Kitten, kitten, vâng mama. À xem đi thôi, wow mama. Đánh răng đi, không mama. Miếng hoa qua đi, ha ha ha. Kitten, kitten, vâng mama. Đi học thôi, không mama. Xe buýt đang chờ, oh mama. Trễ học rồi. Kitten, kitten, vâng mama. Mau tập ra màu, không mama. Đến đây ôn tập, không mama. Thầy cô sẽ phạt con.
Người nông dân luôn cố gắng để con chó lười biếng của mình làm việc. Doggy, doggy, vâng chủ nhân. Đang ngủ phải không? Không chủ nhân. Nó lo phải không? Không chủ nhân. Làm việc đi thôi. Ha ha ha. Doggy, doggy, vâng chủ nhân. Đi chơi phải không? Không chủ nhân. Nó lo phải không? Không chủ nhân. Đưa tay ra mau. Ha ha ha. Doggy, doggy, vâng chủ nhân. Bắt mẹ phải không? Không chủ nhân. Nó lo phải không? Không chủ nhân. Thế ai thế kia? Ha ha ha. Nào, hãy nhìn vào những chú mèo con dễ thương đang nhảy này đi. Meow. Năm chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú mèo con trên giường nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả những chú mèo con dễ thương đều đi ngủ. Meow. Không phải là một ngày đẹp trời, chúng ta hãy chèo thuyền xuống suối. Chèo chèo thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông, rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là to. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Nếu bạn thấy cá sấu nổi lên, đừng quên là to. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ. Chèo 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 thuyền con nhẹ nhàng cùng dòng sông. Rất là vui, rất là vui, giống như một giấc mơ.
ngón tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay chi, ngón tay chi, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Chúng ta hãy cùng nhảy lên xe buýt nào. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vu, xoay vu vu, xoay vu vu. Gạt nước trên xe buýt xoay vu vu vu, đi về thành phố. Coi trên xe buýt kia bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Coi trên xe buýt kia bíp bíp bíp, đi về thành phố. Cửa sổ trên xe buýt mở ra đông vào, bơ toan ra rồi đông lại. Cửa sổ trên xe buýt mở ra đông vào, đi về thành phố. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Chúng ta sẽ sớm trở lại trên một chuyến xe khác. Chào các bạn Famis, hãy gặp người nướng bánh nào. Người nướng bánh, bạn có biết không? Là một phim men, là một phim men. Người nướng bánh, bạn có biết không? Anh sống ở trên con đường dâu. Tôi có biết anh là một phim men, là một phim men. Người nướng bánh, tôi có biết anh, anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh hay đến gặp anh là một phim men, là một phim men. Người nướng bánh hay đến gặp anh, anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh tôi đã gặp anh là một phim men, là một phim men. Người nướng bánh tôi đã gặp anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh thật là vui vẻ. Hãy trở lại sớm và gặp nhiều người với đủ mọi sắc màu cùng với các bạn Famis.
chào các bạn nhỏ. Bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Chúng ta sẽ chơi xếp vòng tròn như hoa hồng. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bốt tôi đầy những đoá hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăn quay. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bốt tôi đầy những đoá hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăn quay. Xếp bông tròn như hoa hồng, bốt tôi đầy những đoá hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăn quay. Xếp bông tròn như hoa hồng, bốt tôi đầy những đoá hồng. À tít xù, à tít xù, ngả lăn quay. Điều đó không vui ư? Đôi khi ta hãy làm điều đó một lần nữa. Tạm biệt. Tôi ngửi thấy mùi bánh mì nướng nóng hổi. Bánh giòn tan, bánh giòn tan, với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan. Nếu không có con gái, bạn hãy đưa cho con trai. Với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan. Bánh giòn tan, bánh giòn tan, với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan. Nếu không có con gái, bạn hãy đưa cho con trai. Với một hai xu là ta đã có bánh giòn tan.